tôi xin mời 4 anh chị, 8 anh chị phù dâu và phù rể chúng ta xuống cuối hội trường, và anh chị bạn cũng như là em chị Phúc xuống tất cả cuối hội trường, và cái nghi thức đó chúng tôi sẽ làm những buổi đám cưới. Kính thưa cha Martin Nguyễn Hiệp, quản nhiệm công đoàn Oren. Kính thưa cha Nguyễn Toàn, cựu quản nhiệm của công đoàn Oren. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng con không biết là hai cha và tất cả quý vị dự đám cưới này là lần thứ mấy, nhưng riêng cá nhân con, đây là lần đầu tiên con dự tham dự một tiệc cưới như thế này. Nhưng một trong hai nhân vật chính lại nhờ chúng con với những cái điều hưởng chương trình của tiệc cưới ngày hôm nay. Như vậy, nếu có điều gì sơ sót, xin quý cha và tất cả quý vị nhận tình tha thứ. Kính thưa quý cha, kính thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi trình bày là đám cưới đặc biệt bởi vì trong này có nhiều cái đặc biệt. Cái thứ nhất là cô dâu và chú rể chúng tôi ta có là đôi biên hương ngày hôm nay, không còn cha mẹ tôi bên. Điểm thứ hai, không có anh em ruột thịt của hai bên như ngày hôm nay, và chỉ có một số thân quyến và những bạn hữu gần xa. Và điều chúng ta đặt trên trong các thành phần tham dự ngày hôm nay, ngoài hai cha cương và tân quản nhiệm của tòa bò đen, tất cả người tham dự đây gồm một phép là hai và cơ quan quốc gia và cơ quan và cái điều kiện tiếp nữa là những cha quản nhiệm cũng là cha chủ tế lễ hôm nay, ngài có nói tại sao anh Phạm Văn Bản có thể kiếm được người nâng xa sửa đối của mình, sửa đối của mình tại cộng đoàn quốc gia nhà anh tổ rất nhiều, nhưng mà tại sao không chọn mà lại xuống tới Oren để chọn, cũng như là chị Trần Thị Phúc tại sao ở cái cộng đoàn Oren rất là nhiều không chọn người khác mà lại để quốc gia nhà anh tổ rất nhiều. Thưa thưa quý cha, thưa tất cả quý vị, tôi nghĩ rằng gần thì cảnh thường duyên cho, xa tôi cách mấy lần đó thì đây là cái mình mà tự thế an bài cho anh chị chúng ta kịp tham dự với ngày hôm nay. Và trong tiệc cưới ngày hôm nay có một điều đặc biệt nữa, xin thưa tất cả quý vị, là cô dâu và chú rể tôi ước bạn và Phúc sẽ không đến từng bàn quý vị để cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay, và cái phần cảm ơn của anh bạn Phúc, anh bạn Phúc chúng tôi thay mặt cho hai anh chị cảm ơn sự hiện diện của quý cha và tất cả quý vị ngày hôm nay. Thì thời gian chúng ta đã một giờ lấy và một giờ lưỡi rồi, cần tất cả quý cha và quý vị đã kiến một rồi bắt tất cả chương trình trong ngày hôm nay. Và trong chúng tôi nhận thấy trong sự quan trọng tham dự ngày nay ngoài hai cha cư và nhân và tân quốc đồng nhân của đoàn này, chúng tôi thấy có sự hiện diện của hai chủ đề của hai cộng đoàn quốc gia tham gia và cộng đoàn Oren, thì tôi sẽ lần lượt mời hai vị chủ đề tư nhân đó sẽ lên đây thay mặt tất cả các vị của cộng đoàn để có được chúc mừng tôi hôm nay, và sau đó thì tôi sẽ mời cha quản nhiệm và lên bàn cả của anh bắt đầu trong thời gian trước tiên thì từ đó chương trình văn nghệ cho ca đoàn trầm hương chắc, và nếu tất cả quý vị nào có khả năng có vấn đề hát để mừng cho đôi bên hương ngày nay thì quý vị xin dành tới ca đoàn trầm hương. Và hai họ trao cho chúng tôi thì quý vị trao cho tôi thế nào thì tôi sẽ giới thiệu đến đây với lên hai cha tất cả quý vị. Chúng tôi không biết cái vị đó là vị nào, và chỉ giới thiệu trong gia đình của quý vị, tất cả những người trong gia đình của quý vị, và quý vị đứng tại chỗ lên, đứng tại chỗ của bạn mình, đứng tại chỗ đứng lên để cho tất cả những người khác chúc mừng tất cả quý vị. Thứ nhất, chúng tôi sẽ giới thiệu họ là trai trước.
Thứ nhất, gia đình ông bà đang quốc sự cùng các anh chị và các cháu. Xin mời gia đình ông bà đang quốc sự, các anh chị và các cháu đứng lên. Cần quý vị. Thứ ba, gia đình chị Huệ cùng con tớ lợn. Thứ tư là gia đình chị Dung. Đây là bọn các quý danh sách của họ là cái của chúng tôi, và sau đây là quý chúng tôi số quý vị của họ là cái gia đình chị Quý chị con cùng các em và các cháu. Các cô các cậu của chị Trần Thị Phúc, của cô dâu đấy, các cô các cậu của cô dâu là cô là các cậu các cô của chị Trần Thị Phúc, là của các cô các cậu của cô dâu ngày hôm nay có chị Trần Thị Phúc, và đặc biệt là các bạn bè gia đình đa hôm nay. Rồi đứng lên, đứng lên. Gia đình chị Huệ, gia đình chị Huệ, gia đình em chị Hiếu Ngà, cảm ơn các gia đình Hiếu Ngà. Đây là tất cả các quý thân quý trong hai họ, hai họ là cao của chúng tôi và bây giờ là thì xin kính thưa hai cha, từng cặp phù dâu và phù rể thì chúng tôi xướng lên tên, thì tất cả quý vị lên đây, và tôi đề nghị với quý vị là bên phải của chúng tôi thì là nam, và bên trái của chúng tôi là nữ, và sau đó nhân vật, hai nhân vật cuối cùng sẽ đứng ở giữa đây. Khi tôi giới thiệu nhân vật cuối cùng này, nhân vật cuối cùng hai chị sẽ đứng ở đây, thì anh bạn đứng theo bên nam và chị Phúc đứng theo bên nữ. Thứ nhất, tôi xin giới thiệu anh chị Viết và Thu Lan. Mời chị Đinh Văn Viết và Thu Lan. Chị có thể đi chậm chậm để mà biết sao. Kế tiếp chúng tôi xin mời anh chị Đặng Quốc Sự và Lê. Anh Đặng Quốc Sự và chị Lê. Mời anh chị bắt tay nhau cho từng, và chúng ta đi chậm chậm theo quy trình. Thứ ba, chúng tôi xin mời cặp đôi Lê Văn Xuân và chị Trúc. Và thứ tư, chúng tôi xin mời anh Lê Văn Quang và chị Ngọc Lan. Và sau đây là nhân vật chính. Nhân vật chính là đã có một thời gian chờ đợi, tên hiệu chờ đợi, và cái ngày đó đã đến là ngày hôm nay. Và tất cả hai cha cũng như quý vị có sự tham dự ngày hôm nay cũng để chúc mừng ba hai nhân vật này. Xin giới thiệu đến quý cha và tất cả quý vị, anh chị Vicente Phạm Văn Bản và Maria Trần Thị Phúc. Kính thưa quý vị, người ta thường nói nhân sinh thất hợp cổ lai hy, nhưng mà anh bạn đã là ở cái tuổi over thất hợp cùng lứa tuổi với chúng tôi. Nhưng tại sao như cha quản nhiên và ngài cũng là chủ tế tại đấy hôm nay, ngài có hỏi anh chị bạn một câu thì chúng tôi người dưới cũng có nghe anh chị bạn trả lời rất là chính xác.
Thì thưa tất cả quý vị, ở Việt Nam, nếu chúng ta vào cái thời thập niên 50, tất cả những đàn ông của chúng ta khi bước ra đời là người ta kêu bằng khoảng chừng 60 tuổi là người ta kêu bằng cụ. Bố tôi sinh năm 1958, khi ông đi hội đồng mục vụ đã được bầu là chủ tịch cộng đồng, tức là chánh chương của đường giáo xứ, thì bước ra đường không ai kêu bố tôi bằng ông, mà kêu bố tôi bằng cụ. Chào cụ Trùng, chào cụ Trùng. Thì cụ Trùng cũng như là các chủ tịch cộng đoàn bây giờ, và cái thời gian chúng ta không còn lê biệt và làm cho tới chết hoặc là tới già yếu bệnh tật cũng làm đến suy nghĩ, và hội đồng mục vụ sẽ bầu người khác. Thì hôm nay anh bảo với chị Phúc, chúng tôi nghĩ là rất đẹp đôi đẹp lứa, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng ông nhạc sĩ Y Vân, ông ấy sáng tác nhạc phẩm 60 năm cuộc đời, thế rồi ông chết đúng năm 60 tuổi. Nhưng mà cái tuổi 60, bây giờ những người ở Mỹ chúng ta khi bước chân ra đời bây giờ, người ta không còn hát bài 60 năm cuộc đời nữa, mà người ta hát là 90 năm cuộc đời. Tại sao thưa quý cha, tất cả quý vị? 60 chưa phải là già, 60 là tuổi mới qua dậy thì, 65 là tuổi thiếu nhi, 70 là tuổi mới đi vào đời, 75 là tuổi ăn chơi, là thiên tươi xưa, quý cha và quý vị đây là tuổi 75, là tuổi ăn chơi, 80 là tuổi yêu đời, yêu hoa, 85 bắt đầu già, 90 mới là tuổi tà tà xuôi tay. Cho nên do đó, theo như chu kỳ đó thì anh bạn còn 26 năm nơi trần thế, nếu mà thượng đế, nếu ngoài quyền của thượng đế. Và sau đây để tiếp tục chương trình mất thời giờ tất cả quý vị, thì chúng tôi xin mời có lẽ là một trong hai vị cựu chủ tịch, thì đúng ra thì Nhập Gia thì tùy tục, Đáo Giang thì tùy phúc, nhưng mà tôi đề nghị với ông chủ tịch Duy là nên nhường cho ông chủ tịch Khanh bây giờ mang chung ấm thứ xứ người. Bây giờ tôi xin mời ông chủ tịch Võ Phi Khanh là chủ tịch cộng đoàn Costa Rica nên có đôi lời chúc mừng cho tình. Hôm nay là một ngày vui phải không quý vị? Và xin kính chào hai cha và tôi Quyền Thương Bản và tất cả mọi người cùng với tập đoàn, cùng với thân hữu và ba thánh lễ, chúng tôi xin rất trân trọng chúc mừng đến chú rể và cô dâu. Ngày vui hôm nay có lẽ là một cái niềm vui mà Chúa lâu lâu mới ban xuống cho cộng đoàn chúng tôi. Vì là niềm vui đó cho nên chúng tôi cảm thấy rằng hình như từ ngày hôm qua tới giờ nó xôn xao hai sóng bắn, phải không ạ? Hai xôn xao, hai sóng tạo. Cho nên chúng tôi tới ngày hôm nay đến dự tham dự thánh lễ cùng cha chủ tế cầu nguyện cho ông bà và chúc cho ông bà một cuộc tình duyên rất đẹp, là sống đời sống đạo, xứng đáng là con gái của Chúa. Và cùng với chúng tôi sinh hoạt trong cộng đoàn cả hai bên và cùng nhau đi cùng với trong con tàu của giáo hội và tiến đến với Chúa, không có gì tốt đẹp hơn là lời chúc phúc của Chúa. Vậy thì như cha chủ tế đã nói, xin Chúa phúc cho ông bà và chúng tôi được lây luôn cái niềm, cái duyên rất là hay như thế này. Xin mọi người một tràng pháo tay chúc mừng cho đôi tân hôn ạ. Và tất cả những thứ bậc tốt nhất của chúng tôi đến với đồng bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn Chủ tịch Phó Hy Khanh của đoàn Costa Rica. Và sau đây chúng tôi xin mời ông chủ tịch của cộng đoàn Orange. Tôi xin chào cha và tôi xin chào tất cả quý vị. Tôi xin đại diện cho ban chấp hành đoàn Orange cùng chung vui và chúc mừng ngày hôn phối của anh Vincent Tê, Phạm Văn và chị Maria Trần Thị Hồng Thủy Hạnh Phúc. Xin anh chị chúc cho anh chị luôn luôn yêu thương nhau cho đến ngày cuối, và nguyện xin Thiên Chúa độ tràng hồng ân
và chúc phúc và nâng đỡ anh chị cho tới cuối cuộc đời anh chị. Thì một lần nữa xin chúc mừng anh chị. Cảm ơn ông chủ tịch cộng đoàn Oren. Thì cũng đây là chúc mừng cho hai cộng đoàn. Thì sau ngày hôm nay chắc chắn là cha quản nhiệm của cộng đoàn Oren cũng như chủ tịch mất đi một giáo dân, và cộng đoàn quốc ta đi ra chúng tôi đã hân hạnh thêm được một giáo dân nữa. Tuy rằng là hai cộng đoàn tuy hai nhưng mà là một, chắc chắn anh Phạm sẽ đưa chúng tôi đi về về cùng với cha yên tâm, cha cũng tôi lên cái đề đó. Và trước khi chúng con mời cha quản sứ lên để mà ban phép của anh, xin quý vị lưu ý là chúng tôi chưa mời cha quản nhiệm lên ban pháp của anh. Sau khi chúng tôi mời cha quản nhiệm lên ban pháp của anh, thì con xin thưa với cha tất cả quý vị, chúng tôi xin phép được thay mặt cho anh chị bản phúc để có đôi lời cảm ơn cha cũng như tất cả quý vị đã đến thăm vị khách lễ ngày hôm nay. Kính thưa cha quản nhiệm cộng đoàn Oren, kính thưa tất cả quý vị, xin thay mặt cho anh chị bản và phúc, chúc trước hết chúng con xin chân thành cảm ơn cha quản nhiệm đã dành thời gian quý báu để đến chủ tế thánh lễ và đến dự tiệc cưới ngày hôm nay tại hội trường này để chúc vui cho anh chị bản nhân ngày anh chị thành hôn bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân. Nghĩa cử cao đẹp của cha chúng con không biết nói gì hơn. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng luôn đồng hành với cha, hướng dẫn cha để cha luôn được dồi dào sức khỏe, để cha chu toàn thiên chức linh mục mà Chúa đã trao ban cho cha, để cha hướng dẫn công toàn dân Chúa trong họ đạo mỗi ngày một đẹp đạo tốt đời để đạp đạp danh Thiên Chúa. Sau đây xin phép cha để con có đôi lời cho tất cả quý vị tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong thân quyến của hai họ và tất cả bạn bè xóm ngõ gần xa cũng của hai họ Phạm và Trần, cũng thay mặt cho anh chị bạn và phúc, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã không ngại sự xa xôi, đường xá xa xôi, thời gian eo hẹp của quý vị đã đến đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho đôi tân hôn và tham dự tiệc cưới ngày hôm nay. Nghĩa cử cao đẹp của quý vị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn khỏe mạnh và gặt hái tất cả những gì mà quý vị đang mong muốn trong những tháng năm dài mà quý vị còn đang lưu lại ở đất khách quê người này. Và sau đây chúng con xin mời cha quản nhiệm của cộng đoàn lên xin chúc ban cặp của anh. Hồi nãy có một người hình như ngồi bàn này đã nói là đói quá rồi chơi đúng không? Thì chắc bây giờ ai cũng đói rồi, thì giờ đây xin mặc phép làm phép của buổi ăn này trước khi chúng ta ăn chơi chung với nhau. Như ông MC đã nói, tuổi 75 là tuổi ăn chơi của chú rể đây. Thì giờ đây chúng ta hãy cùng nhau giữ im lặng chút xíu để cầu xin với Thiên Chúa, nhân cha và con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, ngày hôm nay là ngày vui vì Chúa đã xem hôn, xem được hai người đẹp nhất của chúng con, đó là ông Vincente và bà Maria. Chúng con tạ ơn Chúa, những cảm ơn Thiên Chúa ban cho họ và qua bên hai họ. Xin Chúa chúc lành những món ăn mà chúng con sắp dùng qua lòng từ bi của Chúa, và xin Chúa cũng nhớ đến những người kém may mắn hơn chúng con. Chúng con cầu xin những ơn này vì danh Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời 8 anh chị phụ dâu và phụ rể về chỗ. Anh chị bản phúc đứng tại chỗ, và chúng tôi cần 2 ly rượu cho anh chị bản phúc. Xin quý vị nào có thể giúp tôi 2 ly rượu cho anh chị bản phúc để anh chị bản phúc sẽ uống tại đây, và mời tất cả quý vị. Trong lúc quý cha và quý vị dùng tiệc cưới ngày hôm nay, thì ca đoàn Trầm Hương sẽ có những bài hát để mà chúc vui trong buổi tiệc này. Và trước khi chúng tôi giao chương trình để cho ca đoàn Trầm Hương họ phụ trách trong vấn đề mà văn nghệ trong buổi tiệc ngày hôm nay, thì
chị không có ở đây, đúng ra chị có ở đây, tôi sẽ có một lời chúc mừng anh và nhắn nhủ với anh. Để cái câu này để mà anh nói với chị, anh nói với chị vào những lúc mà rảnh rỗi với nhau, hai vợ chồng hàn huyên tâm sự, thì anh chị có thể bảo: mất gì thì mất bà ơi, xin trời đừng để còn tôi mất bà. Mời chị Phúc lên đây. Đây là lời tâm sự của anh Phúc. Anh ấy tâm sự với chị nhé. Chị nghe lời tâm sự của anh bảo, anh bảo anh tâm sự chị Phúc: mất gì thì mất bà ơi, xin trời đừng để con tôi mất bà. Hai ta tuy tuổi đã già, nhưng tôi vẫn muốn còn bà còn tôi. Nếu trời bắt phải đi xa, tôi xin đi trước để bà đi sau. Mong bà đừng ốm đừng đau, để tôi có bát cơm rau sáng chiều. Tuổi cao vẫn muốn có bà, như liều thuộc bổ dưỡng già đời tôi. Đời còn đẹp lắm bà ơi, xin trời cứ để còn tôi còn bà. Đó là lời tâm sự của anh bạn đến tiên với chị. À, chúc cho chúng xin thôi xin hai ly rượu. Và trong khi mời cha và tất cả quý vị cứ dùng bữa tiệc ngày hôm nay, thì cô dâu và chú rể sẽ có hai ly rượu mời nhau. Anh đưa cho anh bạn. Bây giờ anh một ly, chị một ly, và anh sẽ mời chị như thế nào bây giờ? Tôi sẽ nhắc. Anh mời làm sao? Anh nhắc lại như vậy nha. Tôi nói sao anh nói như vậy nha. Mời em uống cạn ly nào. Mời em uống cạn ly nào. Đêm nay em sẽ lọt vào tay anh. Đêm nay em sẽ lọt vào tay anh. Đầu tiên mời chị, mời anh nhé. Mời anh uống cạn ly này. Mời anh uống cạn ly này. Đêm nay anh sẽ mặt mày xanh xao. Đêm anh sẽ mặt mày xanh xao. Rồi mời hai anh chị phát tay vô và cạn ly. Chúc mừng trăm năm hạnh phúc. You are ready? Ok. Và sau đây là chương trình văn nghệ giúp vui với tất cả quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay. Để mở đầu chương trình, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu với quý vị một ca sĩ ở tuổi thất tuần nhưng giọng ca còn rất là truyền cảm. Ca sĩ này sẽ trình bày một nhạc phẩm trong đó có nội dung: dù cho gió lớn, mưa to, bão táp, bão bùng và đừng xá buồn lời đi chăng nữa, anh vẫn yêu em và anh vẫn đi với em đến suốt cuộc đời này. Kính thưa cha và kính thưa tất cả quý vị, đó là nội dung của nhạc phẩm Niệm Phút Cuối cho phần trình bày của nam ca sĩ Lê Quát. Xin mời anh Lê Quát. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Niệm Phút Cuối. Đây Phúc ơi, Phúc cuối năm đi ăn cờ đồi nhé. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Đưa vai nhau, giữ nhau đến vui, ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau đầy đắm, những phút bên nhau. Dù cho mưa, nước mắt cuộc đời
tình tình ơi, dù sao đi nữa anh vẫn yêu em. Cảm ơn nhạc phẩm rất là đầy những tình yêu thương. Các đoàn trọng hương, chúng con xin được kính chào cha và toàn thể quý vị. Chúng con rất là vui và hân hạnh được tham dự trong tiệc cưới ngày hôm nay cũng như thành lễ. Xin đại diện các đoàn trọng hương, chúng con xin được rất là nhanh gọn tóm tắt là xin cầu chúc cho đôi tân hôn được tràn đầy những mây mưa của yêu đương và hạnh phúc, được tiếp tục chương trình văn nghệ. Chúng con ca đoàn trầm hương với bốn dòng nữ Phương Nguyên, Sương, chị Thảo và Kiều Trinh trình bày nhạc phẩm Ngày Hạnh Phúc. Dạ, xin mời. Trời hôm nay thanh thanh, gió đưa cành mơn man tà áo, làn mây xanh vây quanh anh vừng hồng chiếu xuống niềm tin. Đàn chim muôn tung tăng như đoàn trầm phủi thế gian, chúng ai vừa tìm được bên mơ. Mừng cho đôi uyên ương sớm xuân vầy quý trong hạnh phúc, và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta. Nhiều ý mong trăng lên chung trên trời tình chuyện của xưa, bên bên hồng đùa vui trẻ thơ. Mong
tình thuở xưa, tiếng tiếng hồng người vui trẻ thơ. Thank you.
em ru rằng ru cho tiếng nuối nuối tiếc một đời buồn ngầu tan phai em ru rằng ru cho ngày mai thời gian có bao giờ Good.
xin mời chị Liên đôi lời với cô dâu. Hãy
sinh để thay đổi không khí với một dòng nam nghe cho nó to hoặc hơi một xíu. Tinh thần phong trào phong là với cuộc sống và mọi người trình bày nhạc phẩm Tiếng Gọi Hoa Hồng. Thank you.